Chào cả nhà. Trong cái video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cả nhà xây dựng cái thị trường cho mình. Xây dựng cái thị trường để bán hàng, để PR sản phẩm, để tương tác. Tại sao cũng cùng một cái mặt hàng, cùng một cái sản phẩm, cùng một cái giá tiền. Tuy nhiên có người thì họ bán rất là nhiều đơn hàng. Một ngày có thể bán tới hàng trăm đơn. Tuy nhiên cũng là cái mặt hàng đó, cũng cái giá tiền đó. Tuy nhiên có người đăng cái sản phẩm lên thì chỉ được một hai đơn hàng. Và cái yếu tố, có rất là nhiều yếu tố ảnh hưởng tới việc bán hàng. Và một trong những cái yếu tố đó chính là cái yếu tố thị trường. Mình sẽ hướng dẫn cả nhà tự tạo ra cái thị trường riêng cho mình và tự tạo ra cái kênh bán hàng. Từ đó thầy cô ứng dụng vào công tác tuyển sinh. Và những cái kiến thức mình sắp chia sẻ sau đây thì ngoài cái việc tuyển sinh thì mình còn có thể ứng dụng được trong rất là nhiều lĩnh vực khác nhau. Để bán hàng thì cái công việc đầu tiên là chúng ta phải có cái thị trường bán hàng. Thầy cô lưu ý ha, sẽ có hai cái thị trường chính. Cái thị trường đầu tiên sẽ là cái thị trường khách quan. Và cái thị trường thứ hai sẽ là cái thị trường chủ quan. Cả nhà mình lưu ý ha, sẽ có hai cái thị trường chính để chúng ta tiếp cận. Cái thị trường thứ nhất là cái thị trường khách quan. Và cái thị trường thứ hai là cái thị trường chủ quan. Thị trường khách quan là thị trường ở bên ngoài, còn cái thị trường chủ quan này là cái thị trường do chúng ta tiếp cận, chúng ta xây dựng, chúng ta phát triển lên. Rồi, tạm thời chúng ta dừng lại ở hai cái thị trường này. Cái thời xa xưa, cái thời mà ông cha ta, cái thời loài người mới phát triển thì sẽ có hai cái hình thức sinh tồn, hai cái hình thức sinh tồn phát triển. Cái hình thức thứ nhất đó chính là cái hình thức săn bắn và hái lượm. Hình thức săn bắn hái lượm là cái hình thức sơ khai đầu tiên của loài người. Và sau một thời gian họ săn bắn, họ hái lượm, họ chợt nhận ra rằng những con chim, con thú ở trên rừng họ săn bắn một thời gian thì nó cũng hết. Hái lượm thì những cái thứ cây trái ở trên rừng họ hái, họ về, họ không có chế độ chăm sóc thì một thời gian thì những cái nguồn lương thực họ đi săn bắn, họ đi hái lượm thì nó cũng không còn nữa. Cho nên họ chợt nhận ra rằng cái hình thức săn bắn và hái lượm này chỉ là cái hình thức tạm thời thôi, không được phát triển lâu dài. Cho nên từ cái săn bắn hái lượm này họ mới chuyển qua cái hình thức thứ hai, đó chính là cái hình thức nuôi trồng. Rồi từ cái việc săn bắn hái lượm, họ mới đem những cái sản phẩm săn bắn hái lượm này về, họ nuôi trồng. Nuôi trồng thì họ sẽ có một cái chế độ chăm sóc đặc biệt. Và từ cái nuôi trồng này thì sản phẩm sẽ sinh ra sản phẩm. Thầy cô lưu ý ha, đó là hai cái hình thức này. Vậy chúng ta sẽ áp dụng hai cái hình thức này để tạo ra thị trường như thế nào? Đầu tiên là thị trường khách quan. Thị trường khách quan sẽ tương ứng với hình thức nào? Đó chính là hình thức săn bắn và hái lượm. Rồi, mình nhắc lại, thị trường khách quan sẽ tương ứng với hình thức săn bắn và hái lượm. Đây là thị trường ở bên ngoài, có nghĩa là cái thị trường này tự nhiên nó đã có, chúng ta không cần phải xây dựng. Và cái thị trường khách quan này số lượng khách hàng rất là lớn. Và các bạn cứ tưởng tượng cái hình thức săn bắn và hái lượm, con chim ở trên rừng, con thú ở trên rừng, thì chúng ta săn bắn được thì người khác cũng có thể săn bắn được, đối thủ của chúng ta cũng có thể săn bắn được. Và chúng ta không thể nào sắm, có nghĩa là tập công ty nào, trung tâm nào trang bị nhiều, có nghĩa là trang bị nhiều người, trang bị nhiều, giống như việc đi săn, chúng ta có đầy đủ súng ống hiện đại thì chúng ta sẽ săn được nhiều.
Và nếu mà đối thủ trang bị 1, chúng ta cũng sẽ trang bị 1. Đối thủ trang bị 10 thì chúng ta cũng trang bị 10. Thì như vậy thì chúng ta sẽ không đủ cái tiềm lực để chúng ta đi theo những đối thủ lớn. Vì vậy cái hình thức săn bắn và hái lượm này sẽ là cái hình thức không lâu dài. Và cái thị trường khách quan này cũng không phải là cái thị trường lâu dài. Cái thị trường khách quan này là một cái thị trường lớn. Tuy nhiên để chúng ta đánh và chúng ta dẫn dắt khách hàng của chúng ta từ cái thị trường khách quan chuyển qua cái thị trường thứ hai là thị trường chủ quan. Rồi cái thị trường chủ quan này nó sẽ ứng với cái hình thức là hình thức nuôi trồng. Thầy cô lưu ý bán hàng là phục vụ. Và chúng ta chuyển qua cái hình thức nuôi trồng này có nghĩa là chúng ta sẽ dẫn dắt khách hàng từ cái thị trường khách quan qua cái hình thức là thị trường chủ quan với cái hình thức là nuôi trồng. Và ưu điểm của đặc điểm, ưu điểm của hình thức nuôi trồng là thế nào? Thầy cô lưu ý, chúng ta nuôi trồng thì nó sẽ là của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta nuôi trồng, chúng ta được quyền thu hoạch và chúng ta sẽ có cái chế độ chăm sóc tốt hơn đối với những cái gì chúng ta nuôi trồng. Và những gì chúng ta nuôi trồng thì đối thủ bên ngoài họ có tiếp cận được không? Không tiếp cận được. Thầy cô lưu ý ha. Thị trường khách quan thì ai cũng có thể tiếp cận được. Tuy nhiên thị trường chủ quan với cái hình thức nuôi trồng thì chúng ta nuôi, chúng ta thu hoạch, chúng ta chăm sóc là một vùng khép kín. Đó, cho nên tại sao mình lại xây dựng và hướng thầy cô xây dựng những cái nhóm riêng, những cái trang fanpage, những cái nhóm Facebook. Và hiện tại là mình có hơn 10 nhóm Facebook. Và nhóm Facebook nào ít nhất cũng từ 1.000 thành viên trở lên. Và có cả những xây dựng cả những cái trang fanpage, những cái kênh. Đó chính là cái hình thức nuôi trồng. Có nghĩa là chúng ta sẽ dẫn dắt khách hàng từ hình thức săn bắn hái lượm đối với cái thị trường khách quan chuyển qua cái thị trường chủ quan là hình thức chúng ta nuôi trồng, chúng ta chăm sóc riêng, chúng ta thu hoạch riêng. Và những cái gì ưu đãi nhất, tốt nhất chúng ta sẽ dành cho cái thị trường là cái thị trường chủ quan, cái thị trường chúng ta xây dựng. Thầy cô lưu ý ha. Vì vậy tại sao mình lại khuyến khích thầy cô chúng ta tạo ra những cái nhóm Facebook, tạo ra những cái cộng đồng riêng cho trung tâm của chúng ta để chúng ta chăm sóc. Và những cái khách hàng như thế này, ở những cái thị trường như thế này sẽ là những cái khách hàng tiềm năng, những cái khách hàng cũ của chúng ta phục vụ và chúng ta có được cái thiện cảm, có được cái cảm tình từ những khách hàng của chúng ta. Rồi, thầy cô có thể liên tưởng được giữa hai cái hình thức này chưa? Và chúng ta nên làm gì, áp dụng như thế nào để chúng ta chuyển khách hàng từ cái hình thức, từ cái thị trường khách quan qua cái thị trường chủ quan. Thì cái video hôm sau mình sẽ hướng dẫn ha.